mình quay tiếp ông anh mình cài nha các bạn. Rồi, ông anh mình tục. Cái dòng máy này đầu tư nặng vốn nhưng mà cài mau lấy vốn, còn trong này. Chứ bây giờ cái máy cài tay chú đầu tư máy ngon cũng phải nằm 30-40 là nó bằng 1/5 của cái máy này, mà cài tốc độ nó có 1/8. Cái này nhờ nó nặng, nhờ cái xác nó nặng. Rồi bây giờ mình đang quay đây, quay qua ông chú dãy giống luôn các bạn. Ở đây làm chú mình dãy giống lúa đây các bạn. Cái này chú xạ giống này nhiêu ngày chú? 33 tháng mấy rồi, 9 mấy ngày rồi. Không đương tâm ngày luôn hả? Ờ, giờ ngắn ngày dữ vậy hả? Từ cái vụ lúa nó xuôi thì cái mấy thì dạ. Con nghĩ làm lúa này là gần 20 năm rồi. Con hồi đó làm mình đâu quẹt một hả? F1 với F11 á. Con làm nhiều không? Con làm cũng mấy mươi cao à, đâu. Giống này là chú mua ở Bình Dương hả? Chắc ảnh ghẹo. Ảnh ghẹo chú mà. Dạ. Theo chú dễ giống này các bạn. Đây bữa nay vừa dễ giống mà vừa mới cài luôn nữa mà kết hợp. Chú làm ở đây được mấy mẫu hả? Cái này ruộng nhà hả chú? Miếng này đâu có được 2 công đất hả ta? Miếng này không được 2 công các bạn. Thấy ở ngoài kia các bạn nói cho nó giải diêm UG lót trước rồi xong nó giải giống liền luôn. Dạ con thấy nó giải trước cái xong chút nó giải giống luôn à. Dạ xong hết nãy xong dưa giống hả? Dưa giống quá trời còn con bao đó nữa kìa. Chỗ nào lấy vậy gạo nó lại à? Dạ chú không làm phình mạ luôn. Không nó cực quá ngộn quá. Chỗ này giờ để anh teo ngọn teo cái mọng sao căng hết ra. Dạ. Bữa hai mình giải lại nữa luôn. Dạ dạ bữa nay ở đây rất là nhiều người giải giống nha các bạn. Xung quanh đây nhiều người giải. Đây đây hôm đó ông anh đang chuẩn bị giải mà. Còn bên đây người ta không giải nè. Đây chú này đang giải nè. Để lại quay ông chú này đang giải giống.
chài dòng sông Nguyễn này nha các bạn. Cái này bữa nay nước nhiều. Bữa nay là chính là đúng là nước mùng 10 luôn nè các bạn, nước rất là cạn. Hôm nay nước cạn lắm. Ở đây là cái này gần như gọi là cái lú rồi các bạn. Mình cũng gần. Gần như là cái này là cái lú. Có con cá rô, mấy con cua với con ốc. Ủa anh, cái này là cái lú á hả? Cái này gọi là cái lú á hả? Là của anh á hả? Cái mương này cá ít quá hả ta? Đúng rồi, nước cạn quá. Cái đám này sao không tháo nước ra? Đám này giờ anh tháo chừng 15 phút cạn khô luôn. Đang cao không thấy chảy. Không thấy chảy chứ nó đang cao hơn ở ngoài nhiều lắm. Coi mình xả lúa nha các bạn. Lúa này của anh là giống ngắn ngày luôn hả? Giống hơn hả? Ủa bây giờ hôm nay là nửa tháng 4. Vậy là tới nửa tháng 7 thu hoạch rồi phải không? Rồi mới đây anh cài xong, anh tục xong miếng này luôn, anh lên tên nè. Bữa nay nhiều người xả quá. Đây bữa nay hình như là cả chục người giải giống luôn các bạn. Bữa nay tập trung cái khu này buổi cuối luôn, sao đông người đây, đông người giải luôn. Đây mình thấy là hết bãi người giải rồi các bạn, xung quanh đây hết bãi người giải giống. Công nhận anh giải điều tay thiệt. Thấy anh giải điều tay thiệt chứ. Thấy anh giải điều tay. Đi đi, tên bờ đi. Đi. Làm gì qua anh em mà nhúc qua giúp lại cơ chứ. Ruộng đất gò khỏe. À anh đi xuôi theo nắng à. Đi giải một chiều hả? Chiều đi chợ nắng đâu có được. À. Cái này là
là ông anh mình xạ lúa đi một chiều nha các bạn, đi một chiều theo nắng, xuôi theo nắng, chứ để đi ngược nắng không thấy đường là giải không đều á. Rồi clip này mình quay tới đây xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Bye bye các bạn nha.